Xin chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Tuấn Hoàng. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn thông tin nghệ sĩ Hữu Thành qua đời. Nghệ sĩ Hữu Thành tên thật là Nguyễn Hữu Thành, sinh năm 1933, bén duyên với nghệ thuật sân khấu khi theo đoàn cải lương Mộng Vân từ năm 16 tuổi. Sau đó, ông được giới thiệu qua đoàn hữu chí của ông Bầu Thới và gặp gỡ đào hát Phan Thị Bình. Suốt mấy chục năm hoạt động nghệ thuật, nghệ sĩ Hữu Thành quen thuộc với khán giả qua nhiều vai diễn trong hơn 116 bộ phim như Mùa Len Trâu, Đất Phương Nam, Người Đẹp Tây Đô, Đường Hồ Chí Minh Trên Biển. Ngoài khả năng diễn xuất ấn tượng, nghệ sĩ Hữu Thành còn khiến nhiều khán giả nể phục bởi tình yêu dành cho nghề. Trong chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà lên sóng hồi năm 2020, diễn viên Đất Phương Nam gây bất ngờ khi tiết lộ bản thân vẫn tự chạy xe máy đi diễn mỗi khi có đoàn gọi. Dù đã gần 90 tuổi, ông bộc bạch, nó là cái nghiệp của tổ cho mà mình nên phải đi. Cái nghiệp thì mình sống ở sân khấu mà chết cùng ở sân khấu. Dù đó là vai diễn quần chúng thì mình cũng phải làm. Miễn nói một câu rồi mình gã ra đi cũng được. Sự ra đi của nghệ sĩ Hữu Thành khiến đồng nghiệp không khỏi tiếc thương. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Cúc Thuận chia sẻ lại hình ảnh trong đợt ghi hình Gõ Cửa Thăm Nhà, kèm theo những chia sẻ đầy xúc động. Anh viết, không ngờ đó là lần hội ngộ cuối cùng của hai cha con mình. Bố ra đi thanh thản và cầu nguyện cho bố. Vĩnh biệt nghệ sĩ Lão Thành, nghệ sĩ của nhân dân Hữu Thành. Trong khi đó, thân Thúy Hà chia sẻ, bố yên nghỉ, diễn viên Ngọc Lan không khỏi bất ngờ khi hay tin nghệ sĩ Hữu Thành qua đời. Cô bày tỏ, vĩnh biệt chú, nữ diễn viên cho biết, trong lần ghi hình Gõ Cửa Thăm Nhà, cô ấn tượng với nghệ sĩ bởi tinh thần lạc quan, yêu đời và đặc biệt là yêu nghề. Cô nói, đối với chú, chỉ còn một khán giả xem thì chú vẫn diễn. Tuy điều kiện kinh tế không nhiều, chú đi làm bằng xe máy, chú vẫn chạy nếu ai gọi. Chủ yếu là chú được gặp gỡ mọi người, được trò chuyện, được làm nghề. Nghệ sĩ Hữu Thành đã ra đi, nhưng hình ảnh phúc hậu, nụ cười ấm áp và tình cảm mà ông dành cho đồng nghiệp, dành cho khán giả vẫn còn mãi. Xin vĩnh biệt nghệ sĩ Hữu Thành, người nghệ sĩ của nhân dân và gửi lời chia buồn sâu sắc cùng với gia đình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chúc quý vị và các bạn vui khỏe. Kênh xin quý vị một đăng ký để ủng hộ. Cảm ơn quý vị.